Đặng Kiều Duyên là nữ TikToker nức tiếng trên mạng xã hội với tên gọi bà trùm ăn vặt, kinh doanh hàng loạt món ăn nhưng nổi nhất là bánh tráng phơi xương. Cô từng gây nức tiếng toàn miền Tây với đám cưới ngập vàng, đeo 11 cây vàng ai cũng lóa mắt. Đặng Kiều Duyên, 1992, Vĩnh Long, hiện đang là chủ tiệm bánh tráng nức tiếng vùng sông nước, có cả chi nhánh tại Nhật Bản và Mỹ. Bên cạnh câu chuyện tình yêu siêu dễ thương với anh bạn thân thời Sửu Nhi, thì cô nàng còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự bản lĩnh và tài giỏi trong quá trình xây dựng sự nghiệp của mình. Vì cả hai gia đình nội, ngoại đều không khá giả nên cô muốn tự tổ chức lễ thành hôn bằng chính công sức và tiền của bản thân làm ra. Duyên đã quả quyết với mẹ chồng rằng đám cưới không cần phải lo gì cả, tất cả vàng cưới 11 cây con sẽ tự mua. Theo đó, chồng của TikToker có tên là Trấn Nghiệp. Năm 2023, cõi mạng chấn động hình ảnh cô dâu đeo 11 cây vàng trong ngày cưới và đó chính là Kiều Duyên. Thời điểm đó, nhiều người lầm tưởng Kiều Duyên mới cưới chồng. Nhưng thực tế, cả hai kết hôn từ tháng 9 năm 2022. Vì bị hai bên gia đình thúc giục, họ đã quyết định tiến xa hơn. Thời gian trước khi cưới, mọi thứ diễn ra gấp gáp. Bố mẹ hai bên tự đạo diễn, đồ tôi cũng đặt trên mạng để gửi về tận nhà. Trước lễ cưới một tuần, chúng tôi mới đi chụp hình vì đơn hàng lúc đó quá tải. Chưa kể, tôi phải livestream liên tục, buổi sáng làm đám cưới ở nhà hàng, tối về tôi còn livestream bán hàng, vừa cưới vừa live, Kiều Duyên kể. Cô gái đến từ Vĩnh Long cho biết hoàn cảnh hai bên gia đình không khá giả. Do đó, Duyên cùng chồng quyết tâm kiếm đủ tiền mới tự tổ chức đám cưới dù cả hai quen nhau đã lâu. Cặp đôi đã tự mua 11 cây vàng, một cặp nhẫn kim cương và 300 triệu đồng nạp tài. Họ nhà trai mang sính lễ và tiền để trao cho nhà gái khi tổ chức đám hỏi hoặc rước dâu. Sau khi cưới, Duyên còn mua căn nhà gần 1 tỷ đồng tặng bố mẹ chồng. Trước khi có công việc kinh doanh ổn định với tiệm bánh tráng như hiện tại, Duyên từng làm nhiều nghề khác nhau. Trước đây 9X làm giáo viên mầm non, sau khi vào biên chế được 2 năm cô đột ngột xin nghỉ, chuyển ra tập tành kinh doanh. Bắt đầu từ việc bán quần áo, cơm sườn, cơm trưa, mỹ phẩm, nghề nào Duyên cũng trải nghiệm thử nhưng liên tục gặp thất bại. Trải lòng về quá khứ, Duyên vẫn ghi nhớ trong lòng món nợ ân tình với mẹ chồng, bà là người giúp cô gây dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay. Lúc mới tập tành kinh doanh, vợ chồng con làm ăn lỗ 40 triệu mà cũng không có tiền để trả, mẹ chồng con thì cũng không có tiền nên mới chạy đi mượn nhưng cũng không ai cho. Bà mới cầm dây chuyền được 12 triệu để gửi lên cho vợ chồng con trả nợ. Lúc đó chúng con thực sự quyết tâm, khắc ghi trong lòng, nhất định phải giàu, ít nhất phải có tiền, cho cha mẹ một căn nhà đàng hoàng hơn, Kiều Duyên tự nhủ. Nhà Kiều Duyên, Trấn Nghiệp cách nhau 10 km, năm lớp 8, cô chuyển trường và có duyên được học chung với người chồng hiện tại. Nghiệp là người có tình cảm với cô trước, tuy nhiên, cả hai chỉ quyết định làm bạn thân ở thời điểm đó. Duyên bộc bạch, ngày ấy, tôi chê anh Nghiệp xấu và không để ý đến. Đến khi lên đại học, mỗi người một nơi, cả hai đều có bạn trai, bạn gái. Dù vậy, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và tâm sự với nhau. Đến một ngày, anh ấy nói tao yêu mày, tôi đã tá hỏa khi nghe câu đó. Khi nghe câu tỏ tình rất mộc mạc từ Nghiệp, Duyên còn tưởng anh chỉ nói đùa. Tuy nhiên, chàng trai thật lòng và chính thức theo đuổi Duyên đến cùng. Cảm nhận được sự chân thành từ Nghiệp, cô cuối cùng cũng cho anh cơ hội. Vì quen nhau quá lâu, cả hai rất hợp ý, không cần nói nhiều cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì hay muốn gì. Anh Nghiệp không đẹp trai nhưng là người đàn ông vững chãi của gia đình, anh thương cha mẹ và vợ. Chính anh ấy là người đứng phía sau hỗ trợ tôi trong quá trình gây dựng thương hiệu, Duyên chia sẻ. Cả hai đã cố gắng đi lên từ hai bàn tay trắng, không có ai giúp đỡ. Họ từng có khoảng thời gian sống ở thành phố Hồ Chí Minh, Nghiệp đi làm, còn Duyên học nghề trang điểm. Thời điểm đó, Nghiệp bị bệnh. Duyên phải nấu đồ ăn để bạn trai mang theo vì anh không ăn hợp đồ của công ty. Hàng ngày, Nghiệp phải thức dậy từ 4 giờ 30 phút sáng để chạy xe từ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, đến Bình Dương, tới chiều, anh lại đi ngược về. Cặp đôi cùng tuổi đã rất chật vật về kinh tế để có thể lo chữa bệnh. Đôi khi, Duyên nản chí, nhưng Nghiệp luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô. Cô chủ tiệm bánh tráng nói, đi với nhau từ lúc không có gì đến hôm nay, chúng tôi tưởng nhiều lần đã đứt gánh. Nhưng dù khổ cỡ nào, cả hai cũng nhất quyết không buông tay. Vì từng sống qua thời nghèo khổ, cả hai biết trân trọng những gì mình đang có. Họ không ngừng cố gắng để có cuộc sống tốt hơn và báo hiếu đấng sinh thành. Đó cũng là điều Kiều Duyên muốn gửi gắm đến những cặp đôi trẻ đang yêu nhau. Hiện tại sau 2 năm ngày cưới, công việc của Kiều Duyên ngày càng phát triển. Cô nàng hiện cũng là một TikToker khá nổi tiếng với nhiều phiên livestream mang về thu nhập khủng.